nuôi gà, nghề chăn nuôi không mới, nhưng thay vì nuôi theo phương pháp công nghiệp hoặc nuôi thả vườn truyền thống, thì những năm gần đây, chăn nuôi gà tập trung theo hình thức bán công nghiệp đang là sự lựa chọn của nhiều hộ gia đình, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra một hướng đi mới trong chăn nuôi gà tại địa phương. Nổi bật trong đó có những mô hình nuôi gà của thanh niên nông thôn Lào Cai. Tại bản 1 Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, anh Hoàng Văn Trưởng là người tiên phong trong việc thực hiện mô hình nuôi gà theo hình thức bán công nghiệp. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, năm 2015, anh Trưởng mạnh dạn vay ngân hàng 100 triệu đồng để đầu tư chuồng trại nuôi gà. Trên diện tích gần 7 hectare đất đồi, ban đầu anh Trưởng xây dựng 3 chuồng trại nuôi. Quy trình nuôi gà thịt của anh Trưởng là theo mô hình bán công nghiệp, vừa chuồng vừa thả. Ưu điểm của cách nuôi này là thịt sẽ chắc, thơm hơn gà nuôi nhốt hoàn toàn. Vì vậy, khách hàng rất ưa chuộng, nuôi đến đâu, bán đến đó. Lứa gà đầu tiên với 1.300 con xuất bán thành công, thu lãi hơn 50 triệu đồng là sự khởi đầu thuận lợi để anh Trưởng quyết tâm theo đuổi mô hình nuôi gà thả đồi. Sau hơn 5 năm khởi nghiệp, anh Trưởng đã trở thành ông chủ của trang trại gà cho thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm khi bước vào tuổi 30. Để có được thành công này, anh đã trải qua không ít khó khăn, nhất là trong thời gian đầu, khi kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi gà của Trưởng bắt đầu từ con số 0. Tuy nhiên, vừa làm vừa học, đặc biệt là biết cách sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào điều kiện thực tế, cho đến nay Trưởng chưa từng thất bại ở một lứa gà nào. Lúc đầu tôi cho con gà con thì tầm 45, từ lúc nở đến 45 ngày tuổi là cho ăn cắm thẳng không, từ 45 ngày trở lên là cho ăn cám trộn. 10 cân thì 2 cân ngô với 8 cân ngô với 2 cân cám. Để cho nó thịt nó ngon hơn chứ không cho cám thẳng hết. Cám thẳng hết là chất lượng thịt nó không ngon. Hiện tại trang trại gà của anh Trưởng luôn có khoảng 5.000 con gà nuôi gối nhau. Trung bình một tháng, anh bán một lứa gà khoảng 1.000 con với tổng trọng lượng từ 2 đến 2,3 tấn gà thịt. Tổng thu nhập một năm là trên 1,5 tỷ đồng, sau khi trừ mọi chi phí cho lãi trên 300 triệu đồng. Nhưng chưa hài lòng với kết quả hiện tại, mục tiêu của anh Trưởng trong năm 2020 là sẽ đầu tư mở rộng chuồng trại, nâng số lượng đàn gà lên 8 đến 10.000 con. Cũng tại huyện Bảo Yên, mô hình nuôi gà của anh Nguyễn Văn Ký ở tổ dân phố 9B, thị trấn Phố Ràng cũng được đánh giá là hiệu quả. Năm 2018, anh Ký bắt đầu nuôi gà đẻ trứng, thu lãi hơn 40 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2019, anh Ký mở rộng quy mô đầu tư sang nuôi gà thịt. Với lợi thế đồi chè rộng hơn 2 hectare, rộng rãi lại có bóng mát, anh quyết định nuôi gà thịt theo hình thức bán công nghiệp. Với gà con, anh nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng, sau khi gà cứng cáp sẽ được thả ra đồi. Đàn gà có quy mô hơn 1.000 con, nhưng anh luôn nắm được biểu hiện dịch bệnh để kịp thời có biện pháp xử lý, tránh lây lan. Nhờ chịu khó học hỏi, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, chăm sóc đàn gà cẩn thận và chủ động phòng dịch, lứa gà nào của gia đình anh cũng sinh trưởng tốt. Riêng năm 2019, anh xuất bán ra thị trường hơn 2,2 tấn gà thịt, mang về nguồn thu nhập đáng kể. Thì con gà là nuôi thả bán công nghiệp thì thả gà thả đồi để cho người ta biết đến mình sử dụng cái thực phẩm, như ví dụ tôi gà tôi bán đây là chủ yếu cái thị trường Bảo Yên và là huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái, thì để tôi mong muốn là cái gà mình nuôi thả đồi từ bé đến lúc chốt nó khác với cái con gà nuôi khép kín, thì nó được thả nó chạy ra ngoài nó ăn các cây cỏ này, nó sẽ tạo ra cái thịt nó dai và thơm ngon hơn cái thịt mình nuôi khép kín trong chuồng. Cũng nhờ học hỏi từ những mô hình nuôi gà hiệu quả, năm 2019, anh Phạm Việt Dũng ở thôn Nà Thái, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn bắt tay vào nuôi gà thịt theo hình thức bán công nghiệp. Mỗi lứa khoảng 1.000 con gà, anh nuôi nhốt hoàn toàn trong thời gian khoảng 3 tháng.
Đến lúc này, gà đã có thể xuất bán ra thị trường. Tuy nhiên, anh không bán ngay mà tiếp tục thả ra đồi nuôi thêm khoảng 3 tháng nữa rồi mới bán. So với gà nuôi nhốt công nghiệp hoàn toàn, gà thả ra đồi được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội bởi gà khỏe hơn, thịt săn và thơm ngon hơn, trọng lượng thịt cũng đảm bảo, giá thành cao hơn. Mình nuôi hai bên, một bên là nuôi công nghiệp, mình bán công nghiệp dạng là mình cho ăn những cái cây chuối, cây diếc ấy. Mình không cho ăn cắm thẳng nữa, mình cho nuôi tầm 6 tháng. Mình bán giá khác hơn, mà bên nuôi mình cho cắm thẳng thì mình sẽ nuôi tầm 3 tháng. 3 tháng rưỡi, mình sẽ bán sớm đi, bán gà non đấy, bán sớm đấy. Bán gà công nghiệp ấy, nó rẻ hơn. Gà bán công nghiệp, gà ăn chuối, ăn ngô, ăn diếc ấy, thì là nó được mọi người ưa chuộng hơn. Tôi đang theo cái mô hình đấy. Mô hình nuôi gà theo hình thức bán công nghiệp đã và đang chứng minh hiệu quả kinh tế cao. Gà được thả ra vườn, ra đồi, được vận động, chắc thịt, thơm ngon, chất lượng tốt hơn và giá cả luôn ổn định. Nuôi gà bán công nghiệp cần quỹ đất rộng và người nuôi cần có kiến thức về dịch bệnh trên đàn gia cầm. Từ phương pháp nuôi gà này, nhiều thanh niên nông thôn Lào Cai đã trở thành điển hình trong sản xuất chăn nuôi, đem lại thu nhập cao và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp là biến ý tưởng kinh doanh của mình thành sự thật. Bạn có thể thành lập công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình và tự kiếm thu nhập về cho bản thân. Tuy nhiên, khi khởi nghiệp thì vốn chính là một trong những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm đầu tiên. Và khi mà chúng ta không có nhiều nguồn vốn thì đó chính là một rào cản quyết định sự thành bại của việc khởi nghiệp. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể nói rằng khi mà chúng ta có nguồn vốn dồi dào thì chúng ta có thể khởi nghiệp thành công. Và ngày hôm nay để trao đổi về nội dung này, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Mỹ Đức, giám đốc công ty thiết kế nhà đẹp Mỹ Đức. Vâng, xin được giới thiệu anh Đào Tiến Vinh, chủ cơ sở sản xuất và chế biến nông sản Bình Minh. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa hai vị khách mời, có một cái vấn đề đó là rất là nhiều các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp, nhưng mà cái vấn đề các bạn ấy gặp phải đó chính là vốn. Các ý tưởng cứ đến rồi lại đi và rất là nhiều ý tưởng thì chỉ còn là dang dở. Vậy thì khi mà có ý tưởng khởi nghiệp thì theo các anh thì họ nên huy động vốn bằng cách nào ạ? Trả lời câu hỏi của Thúy Anh thì mình cũng nhìn thấy đây là tình trạng chung của tất cả các doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp trẻ. Thì mình thấy rằng khi các bạn khởi động về chuẩn bị làm doanh nghiệp thì các bạn sẽ mắc vấn đề về vốn. Về vốn thì theo mình thì có rất nhiều cái kênh để chúng ta huy động vốn. Thứ nhất là các bạn có thể huy động vốn từ người thân trong gia đình. Các bạn có thể huy động vốn từ góp cổ phần, mà công ty cổ phần. Thì các bạn có thể là những người nào cùng đam mê, người nào có vốn thì bạn huy động. Quan trọng nhất cái ý tưởng của bạn ra sao thì bạn nên huy động cái kênh vốn ở kênh này. Thứ ba nữa là các bạn có thể huy động vốn từ ngân hàng. Bởi vì thông qua ngân hàng thì các bạn có thể là thế chấp tài sản của bạn hoặc gia đình, thì đây cũng là một nguồn vốn mà hiện tại các doanh nghiệp cũng đang áp dụng. Cái thứ tư nữa là các bạn có thể huy động từ nguồn vốn của một số cái tổ chức phi lợi nhuận hoặc là các nguồn vốn của bên một số cái quỹ đầu tư. Thứ nhất là có thể quỹ phát triển trí tuệ Việt Nam này, cái nguồn quỹ phát triển của Sở Khoa Công Nghệ đối với những cái dự án mà các bạn đam mê về khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, nếu mà các bạn mà làm vốn được tốt hơn thì các bạn có thể huy động vốn thông qua hệ thống sàn chứng khoán. Thì cái nguồn vốn sàn chứng khoán thì cái nguồn này là nguồn tiềm lực tương đối lớn, nhưng mà nó sẽ là chưa phù hợp với đối với tất cả các doanh nghiệp nhỏ. Tôi rất là đồng tình với cái quan điểm của anh Đức. Tuy nhiên, tôi xin được bổ sung thêm một vài những cái khía cạnh khác mà các bạn trẻ có thể là nắm bắt được. Đó là các bạn cũng nên tìm cho mình được những cái người đồng hành, những cái nhà đầu tư thân thiện, những cái nhà đầu tư mà có thể giúp đỡ các bạn từ những cái bước đi đầu tiên để mình có thể hoàn thành được những ước mơ của mình. Những cái nhà đầu tư này có thể đi cùng các bạn từ cái quá trình đầu tiên và cũng có thể là giúp đỡ, hướng dẫn các bạn cũng như là cùng các bạn để phát triển cái ý tưởng của các bạn đến một cái kết quả nó thành công hơn trong tương lai. Vậy thì theo hai anh, các bạn trẻ khi mà chưa có kinh nghiệm thì các bạn ấy thường gặp phải cái vấn đề gì trong quá trình huy động vốn ạ? Theo mình thì các bạn trẻ sẽ mắc ở vấn đề huy động vốn. Thứ nhất là các bạn còn rất trẻ, cái tài sản
mà các bạn tích lũy là chưa có. Thứ hai nữa, tài sản các bạn thế chấp, bởi vì các bạn sẽ biết là cái bất kể tổ chức tín dụng nào thì người ta cũng phải mang lại lợi nhuận và người ta phải có tài sản đảm bảo, bởi vì đó là một lĩnh vực người ta kinh doanh. Thì theo mình, để đảm bảo được cái định hướng phát triển tốt cho đối với các bạn trẻ thì các bạn nên bám vào một số cái tổ chức phi chính phủ. Câu lạc bộ khởi nghiệp của mình thì cũng đang hỗ trợ 10 cái dự án liên quan đến tổ chức phi chính phủ. Trong đó thì bên cái tổ chức phi chính phủ, người ta sẽ hỗ trợ con người theo các bạn, đồng hành với các bạn trong một cái chương trình, một cái cuộc thi, và người ta sẽ song hành trong quá trình cái dự án của các bạn ra ngoài thực tế. Và bên cạnh đó thì còn có một số cái tổ chức khác như là Sở Khoa Công Nghệ, thì khi các bạn làm về những cái dự án liên quan đến khoa công nghệ thì ở đây mỗi cái dự án đâu để hỗ trợ được khoảng 50 đến 100 triệu cho một dự án, thì các bạn nên kết hợp với những cái dự án này thì tôi nghĩ là cái vấn đề nó sẽ đảm bảo được các nguồn vốn thuận lợi cho đối với những cái định hướng của các bạn. Đối với các bạn trẻ mà chưa có kinh nghiệm mà trong cái quá trình huy động vốn của mình thì trước tiên là các bạn phải trau dồi cho mình được những cái kiến thức nhất định, những kỹ năng nhất định trong cái quá trình để phục vụ mình trong cái quá trình huy động vốn, như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng trình bày trước những nhà đầu tư. Và chỉ khi có những kỹ năng đó thì các bạn mới có thể tiếp cận và tìm kiếm những cái nguồn vốn, những cái nguồn luồng thông tin, và từ đó các bạn có thể kết nối với những nhà đầu tư để có thể đi cùng các bạn đến trong cái quá trình khởi nghiệp. Dạ vâng, là những người đi trước và cũng đã có một cái quá trình khởi nghiệp có thể nói là đã thành công. Vậy thì hai anh có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm trong cái quá trình huy động vốn ở cơ sở kinh doanh, như là đơn vị công ty của mình ạ? Bản thân tôi thì cũng từng khởi nghiệp trong cái lĩnh vực nông nghiệp, thì cũng giống như rất là nhiều các bạn trẻ khác, trong quá trình khởi nghiệp của mình đó là gặp rất là nhiều những khó khăn. Trong đó thì nguồn vốn luôn là những cái khó khăn lớn nhất và khó là giải quyết nhất. Trong khi đó các bạn đã có ý tưởng, có kế hoạch, nhưng mà nguồn vốn thực sự ra là để huy động được rất là khó khăn. Và khi đó thì tôi đã trực tiếp xây dựng được những cái kế hoạch, những cái chương trình, những cái bản thảo về cái dự án của mình rất là cụ thể, chi tiết, và cũng đã trao dồi với cả gia đình, những người thân cận xung quanh để cùng xây dựng, cùng chỉnh sửa làm sao để cho nó hoàn thiện nhất. Và từ đó tôi bắt đầu tìm kiếm những nhà đầu tư cho riêng mình, bắt đầu từ các mối quan hệ gần gũi nhất như là bạn bè, anh chị em thân cận. Và sau đó thì tôi cũng có gặp gỡ và trao đổi cái kế hoạch của mình với khá là nhiều anh chị trong câu lạc bộ khởi nghiệp. Thì các anh chị cũng rất là quan tâm, và đặc biệt có một bạn thì cũng rất là mong muốn được đồng hành với tôi trong cái quá trình phát triển lên một cái sản phẩm về nông nghiệp. Cũng cái nguồn vốn từ một người bạn đó cộng thêm cái số lượng vốn tích lũy từ bản thân và một sự hỗ trợ nhất định từ phía gia đình, thì tôi cũng đã cùng với anh bạn tôi đã xây dựng lên một cái cơ sở sản xuất và chế biến nông sản ở trên địa bàn Lào Cai, và đến hiện tại thì cũng đã và đang phát triển rất là tốt trong thị trường. Vâng, có thể nói là trong cái quá trình mà huy động nguồn vốn của anh Vinh thì cũng gặp được rất là nhiều những thuận lợi, đúng không ạ? Đấy là mình đã có một cái quá trình tích lũy của bản thân rồi này, lại có được cái sự hỗ trợ từ gia đình, và đặc biệt là mình gặp được một người mà cùng cái đam mê, cùng cái chí hướng của mình, và hai người cùng hỗ trợ nhau để phát triển và có được một cái nguồn vốn để phát triển doanh nghiệp của mình. Đó là những cái cách huy động vốn của anh Vinh. Còn đối với anh Mỹ Đức thì sao ạ? Đối với mình thì mình kinh doanh trong lĩnh vực về thiết kế nhà ở và thi công hoàn thiện nội thất. Cũng chia sẻ với bạn là về lĩnh vực thiết kế thì cái đầu tiên thì vốn huy động chưa phải là lớn, mà quan trọng là ý tưởng. Làm nghề kiến trúc thì các bạn cũng thấy rằng là cái nguồn vốn này là lớn nhất, chi phí hàng tháng chính là lương của nhân viên, chính là con người. Thì ở đây mình cũng thông qua ban đầu thì mình cũng nhận được sự hỗ trợ của gia đình, chính là người thân, thì đã huy động vốn. Thì trong quá trình mình làm về thiết kế thì mình xây dựng được cái uy tín trên thị trường, chính là nguồn vốn lớn thứ hai, chính là mình xây dựng cái thương hiệu. Thương hiệu thì thưa các bạn là mình không phải bỏ ra một ngày hoặc hai ngày mà có thể làm lên một cái thương hiệu. Thì ở đây thì tôi muốn chia sẻ cái điều quan trọng nhất, tôi muốn chia sẻ ở điểm này chính là các bạn nên làm và dám làm, và hãy xây dựng từng ngày
cho cái thương hiệu của mình. Vậy thì theo anh thì khi mà khởi nghiệp thì các bạn có nhất thiết là phải đủ vốn thì mới bắt tay vào kinh doanh không ạ? Hay là khi mà họ có một cái khoản vốn nhất định thì họ sẽ bắt tay vào làm luôn ạ? Theo mình thì để khởi nghiệp các bạn nên có sự chuẩn bị. Và các bạn chuẩn bị càng tốt thì các bạn sẽ không bị mắc về quá trình lâu dài. Là mình thì mình khuyên các bạn hãy nên làm. Các bạn đủ 50% là các bạn nên làm. Giống như tôi chia sẻ với các bạn là các bạn làm nhà cũng thế. Nhiều người cứ bảo là em phải đủ tiền, em phải như thế này, em phải đảm bảo rồi em mới xây nhà. Thì tôi nghĩ là cái câu chuyện xây nhà cũng là một cái câu chuyện nói về huy động vốn. Các bạn vừa làm, các bạn vừa tích lũy kinh nghiệm, các bạn chưa có điều kiện, các bạn làm ở mức độ này. Khi các bạn có nhiều tiền hơn, các bạn làm ở mức độ này. Mình khuyên các bạn chỉ cần đủ 50% vốn, các bạn nên mạnh dạn và các bạn làm. Nhưng các bạn nên làm vừa với quy mô 50% vốn đó. Khi mà các bạn trẻ chưa tích lũy đủ vốn lượng vốn thì có tiếp tục cái quá trình khởi nghiệp của mình hay không? Thì theo quan điểm của tôi, các bạn vẫn có thể tiếp tục công cuộc khởi nghiệp của mình. Nhưng cũng như ý của anh Đức chia sẻ là các bạn làm ở mức độ nào phù hợp với lượng vốn của các bạn hiện có. Và bên cạnh đó các bạn sẽ phải trau dồi thêm rất là nhiều những cái kỹ năng bên cạnh, những cái kỹ năng mềm để các bạn có thể tiết kiệm được những cái chi phí, những cái phát sinh ngoài mong muốn. Cái bản kế hoạch của bạn càng chi tiết bấy nhiêu, càng cụ thể bấy nhiêu thì cái quá trình các bạn làm việc, các bạn khởi nghiệp nó sẽ càng đỡ phải dàn trải, đỡ bị nặng cái chi phí bấy nhiêu. Dạ vâng ạ, có một cái ví dụ như này đấy ạ. Giả dụ như bản thân Thúy Anh có 100 triệu đồng và Thúy Anh muốn mở một cửa hàng quần áo, kinh doanh quần áo trên địa bàn thành phố Lào Cai, thì theo hai anh thì Thúy Anh nên bắt đầu như thế nào với cái nguồn vốn này ạ? Với cái nguồn vốn khoảng 100 triệu mà chị Thúy Anh muốn mở một shop quần áo trong địa bàn thành phố thì đây quả thực là một con số khá là khiêm tốn. Và theo như tôi thấy, trước tiên chị phải tìm hiểu được, xác định cái mục tiêu, tìm được cái đối tượng khách hàng cụ thể. Và sau đó chị có bắt đầu đi tìm kiếm đến cái nguồn hàng phù hợp với cái đối tượng khách hàng đó. Tiếp theo đó chị phải tìm kiếm một cái địa điểm nó không quá là hoành tráng, bởi vì con số 100 triệu mình sẽ phải dàn trải ra cho rất là nhiều những cái hạng mục đầu tư khác nhau. Và khi khi trong cái quá trình chị đầu tư thì theo như tôi thì chị có thể tập trung chủ yếu vào cái hàng hóa, cái chất lượng hàng hóa. Đồng thời chị đẩy mạnh cái công tác marketing online và bán hàng online. Khi các bạn tận dụng tốt được những cái lợi thế về marketing online, về bán hàng online thì bạn hoàn toàn có thể là vận hành cũng như là hoạt động một cái cửa hàng thời trang tốt ở trong thành phố chỉ với con số vốn 100 triệu. Vâng, 100 triệu có thể mở một shop quần áo kinh doanh trên địa bàn thành phố Lào Cai. Vậy hai vị khách mời có thể chia sẻ cái kinh nghiệm để có thể sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất ạ? Với cái kinh nghiệm của mình thì trong quá trình huy động vốn thì khi các bạn đầu tư, tôi nói ví dụ như bạn mở một xưởng nội thất thì bạn lại nhập quá nhiều hàng thì cái này là nó sẽ ứ động vốn của bạn rất nhiều. Thì khi bạn làm bạn phải cân đối về cái sản phẩm bạn định đầu tư. Cái thứ hai nữa là trong cái định hướng về sản phẩm nội thất thì tôi rút kinh nghiệm ra, bởi vì khi các bạn triển khai về đóng cái nồi nội thất thì bạn phải phân ra công việc cho từng bộ phận, tránh tình trạng là khi các bạn làm mà bạn không gối việc thì khi bắt đầu làm mà liên tục công việc mà không có cái việc gối, để trong quá trình nhân viên dừng hoạt động thì chúng ta vẫn phải sắp xếp cái nguồn việc khác để làm sao cái công việc của các bạn được hoạt động liên tục. Thì ở đây thì tôi chia sẻ là cái phần về tài chính thì nó chi phí hai phần rất lớn, chính là vật liệu đầu vào và thứ hai là nhân công lao động. Thì tôi muốn chia sẻ chính vì điều này nên mong rằng là các bạn nên quản lý tốt. Từ kinh nghiệm thực tế của tôi thì tôi sẽ quản lý tốt hai nguồn vốn này, làm sao nó phân bổ vốn cho hợp lý. Vâng ạ, đó chính là những cái kinh nghiệm của anh Mỹ Đức trong sử dụng nguồn vốn. Vậy còn đối với anh Vinh thì anh đã sử dụng nguồn vốn như thế nào ạ? Thực ra bản thân tôi thì đã khởi nghiệp trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Và lĩnh vực này thì tôi tin là các bạn trẻ ở trong địa bàn thành phố cũng như là địa bàn khu vực miền Bắc là rất là quan tâm, cũng như là rất nhiều bạn đang có hướng theo đuổi. Trong cái quá trình tôi khởi nghiệp thì con số chính xác nó khoảng 170 mấy triệu. Nhưng mà có thể là mình làm tròn đến 170 triệu đi. Thì tôi đã phân chia những cái nguồn vốn này, nó chia nhỏ thành từng phần và bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất. Nó rất là nhỏ thôi. Với một
thuê một cái nhà xưởng khoảng 20 triệu một năm, rất là rẻ. Sau đó thì tìm kiếm được cái nguồn nguyên liệu. Nguyên liệu đây tôi tận dụng được những cái mối quan hệ và có thể lấy nợ được 50% tiền hàng. Tiếp sau nữa là bắt đầu vào quy trình chế biến. Thì khi sử dụng đến máy móc thì thực sự ra là máy móc chiếm một phần rất lớn trong cái tỷ trọng, cái tỷ lệ mà nguồn vốn của tôi sử dụng. Hai anh em cũng cùng nhau nghiên cứu và cũng đi lùng sục tìm kiếm những cái máy mà đã qua sử dụng và bắt đầu chế biến và sản xuất được những cái sản phẩm đầu tiên với cái giá thành thực sự với các bạn là không thể cạnh tranh nổi đối với cái thời điểm đó. Giá của mình thường cao hơn thị trường đến khoảng 15%. Nhưng mà khi đó anh em ngồi lại và tích lũy thêm, học hỏi thêm cũng như là tìm ra được cái nguyên nhân và để làm sao để có thể tiết kiệm, để có thể tối giản tối đa cái chi phí để mình vận hành cái xưởng của mình. Và sau một cái quá trình khoảng tầm 3 đến 4 tháng và cái nguồn vốn của mình ngay từ ban đầu mình chia nhỏ ra, mình vẫn có thể duy trì hoạt động được. Đến bây giờ thì được khoảng 5 năm hoạt động thì cái cơ sở sản xuất của tôi đã đi vào hoạt động ổn định và càng ngày càng lớn mạnh. Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình với những chia sẻ rất là hữu ích trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn. Và xin chúc cho hai anh thì sẽ luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường kinh doanh của bản thân ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.